Sáng nay ngày 4 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và COICA tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh, gọi tắt là Trung tâm Ensure Đà Nẵng. Đây là dự án ODA không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc, viện trợ cho chính phủ Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự lễ khởi động dự án, về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Về phía Hàn Quốc có Giám đốc Quốc gia Văn phòng COICA tại Việt Nam cho Han Triok Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng An Bin Sik, trưởng văn phòng kế hoạch và hợp tác thành phố Daegu Kim Jong-gi. Dự án xây dựng trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh, gọi tắt là trung tâm Ensure Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư 259 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA không hoàn lại của COICA Hàn Quốc là 10 triệu 500 ngàn đô la Mỹ, tương đương gần 247 tỷ đồng. Vốn đối ứng từ ngân sách thành phố hơn 12 tỷ đồng mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu thiên tai góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thu hút đầu tư đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng do thiên tai gây ra hiện nay Dự án trung tâm Ensure có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung, đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 xây dựng đô thị thông minh tại Đà Nẵng, kết nối đồng bộ với mạng lưới các đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.